Người ta vừa sang thu tiền nhà thì đóng tiền cho nó. Tiền đâu ra mà đóng? Bảo đóng tiền thì anh bảo là đi ăn nhậu với bạn bè, lấy tiền đâu ra mà đóng nữa. Này này này, cô đừng có ngoạc cái mồm ra nhá. Tuần trước thằng này vừa đưa 200.000 đấy. Gì mà hết nhanh đấy. Cái gì? Tuần trước đưa 200 á? Anh có biết cái 200 của tuần trước của anh như thế nào không? Nào là lít 2, tiền thẻ game, xong rồi tiền thuốc lào, tiền thuốc lá, các đủ các loại tiền luôn, rồi tiền ăn từ tuần trước tuần này, là còn đâu ra mà tiền mà đóng tiền nữa. Thôi, sáng ngày ra đừng có điếc tai đi. Hết tiền thì gọi điện về, bảo mẹ gửi lên. Cái gì? Mẹ tôi vừa mới gửi tiền đến đầu tháng, mà nhà tôi làm gì có tiền mà gửi lắm thế? Đây, cô xem trong cái phòng này còn cái gì, cô cắm cố hết cho tôi đi. Còn cái gì à? Còn cái tủ ấy này, anh có giỏi anh bê ra mà cắm. Cô bị điên à? Cô nhìn người tôi nhà mà tôi bê được cái tủ đấy à? Mà cái tủ ghẻ này cắm được bao tiền? Đây đúng là phúc đức cho nhà cháu. Dạ. Có chuyện gì thế hả chú? Gặp được bác là coi như cháu nắm được đằng chuôi vậy. Bác xem thế nào ấy. Bác bảo ban hai em nó đóng tiền nhà cho cháu. Hai anh em nó ở đây chưa bao giờ. Đây là bạn đến sửa ống nước. Em là thợ sửa ống nước. Đúng rồi. Thợ sửa ống nước đúng không? Dạ vâng. Thế chiều à? Dạ vâng, chiều nhau nhé. Vâng, chiều em gặp anh. Thế được rồi. Mẹ cứ bình tĩnh. Loan, mẹ cứ bình tĩnh. Nói rõ cho mẹ nghe. Hai đứa ở đây hơn một năm rồi. Không phải. Mẹ nghe không nhầm. Hai đứa chúng mày ăn ở với nhau rồi đúng không? Nói rõ ngay. Cháu. Ôi, anh ơi. Cái gì? Chiều nó nóng giận. Em là bạn thôi chứ không phải ở đây nhá. À, bạn nữa. Mà sao chỉ có hai trụ thế này? Ôi, anh ơi. Chiều gì? Ôi, nhá. Đi. Ôi, trời ơi. Con không ăn mắm thì cá ướt rồi.
mẹ, con xin mẹ. Bố mày mà biết việc này á, bố mày giết chết mày rồi. Con xin mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ. Anh tin rõ cái gì? Còn anh nhá, tôi sẽ đưa anh ra pháp luật vì anh dụ dỗ con gái tôi. Cháu xin bác, cháu biết lỗi rồi, cháu biết lỗi rồi, cháu cắn tôi. Anh dụ dỗ con gái tôi. Không bác, cháu xin phép, cháu nói với bác là thật ra là em non em bảo cháu đến ở cùng chứ cháu không muốn đâu. Quỳnh ơi, mình yêu nhau mà lại ngồi như thế này cứ như là tọa đàm thượng đỉnh hội nghị cấp cao ấy nhỉ. Thế thì mình tiến thêm tí nữa đi. Tên em sao? Anh cứ kệ đi, cái thằng hàng xóm nhà em mà. Như vậy, hàng xóm gì mà gọi có vẻ thân mật thế? Thân với chả mật cái gì đâu. Anh biết không, em ghét nhất cái loại đàn ông đàn an nhá. Ngồi ở quán cứ thấy gái lạ đi qua là gọi hô hố hô hố, xong rồi là cười như bò giống ấy. Vô duyên, vô văn hóa lắm. Anh yên tâm đi, em không quen đâu. Anh phải biết chứ, nhỡ đâu em có tình địch, rồi hôm nào anh đèo em về lấp vào trong bụi rồi nó lại úp sọt anh thì làm sao? Con nào úp sọt được anh? Không con nào úp sọt được anh ngoại trừ em cả nhá. Em tha không úp sọt anh thì thôi, nghe rõ chưa? Hoang mang cái đùa đâu. Hoang mang cái gì mà hoang mang? Hay là úp sọt cho cái nhá. Cái gì đây? Ai đây? Anh vào đường nào đấy? Anh trèo tường qua đấy. Nghe anh hỏi này, tại sao anh gọi em không trả lời? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải trả lời anh? Ok, thì em cũng biết anh là ai đối với em à? Mất cả công anh gào khang cả cổ ra. Là ai? Thì anh là người yêu em còn gì nữa. Này, anh đừng có mà vớ vẩn nhá. Anh chém gió vừa thôi. Ok, không tin em về em hỏi bố em xem. Có phải ngày xưa khi em còn ở trong bụng mẹ, bố em với bố anh đã là cây thông với nhau rồi còn gì nữa? Thông là gì? Cây thông là thông ra chứ còn gì nữa. Này, thế này là thế nào hả Quỳnh? Thì đúng là bố em có hẹn ước thật. Thế nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ em lớn rồi, em phải lựa chọn tình cảm của em, trái tim của em chứ. Anh thật là không ngờ, chúng mình mới quen nhau, em nói là em chưa yêu ai mà bây giờ ông này lại còn có đính ước với em nữa. À, anh không thể chấp nhận được cái mối quan hệ này, nó quá phức tạp. Nhường đấy, anh đi về. Chia tay đi. Anh Tí, anh em nói đã. Thằng kia đấy, em thấy không, nó có một tí khó khăn thôi mà nó đã bỏ em nó đi rồi, làm sao mà nó thật lòng như anh được. Thôi đi, anh có biết là đây là người thứ bao nhiêu mà anh phá với tôi rồi hả? Anh định để tôi ế chồng à? Thế thì mới chứng minh được tình cảm của anh dành cho em. Thôi, tôi xin anh nhá. Anh không cần phải chứng minh tình cảm gì cả, anh chỉ cần để cho tôi yên là được rồi. Mày nhìn lại anh đi, anh có cái gì đáng để yêu không hả? Chả có một cái điểm gì để đáng yêu cả. Nhìn anh đáng yêu người người là em bảo người không đáng yêu. Nhà anh không gương à? Sao lại không có, nhà ai chẳng có gương. Nhìn lại mình trong gương đi, xấu một cách toàn diện nhá. Vừa lùn vừa xấu, đã thế đi ra quán xá thì oang oang hô hố ra như là cái thằng bán vịt ấy. Tôi phải nhận là người quen của anh thì tôi đã thấy nhục lắm rồi đấy. Tại sao mình lỡ nói những lời đi ra hả Quỳnh ơi? Thôi được rồi, anh là người đàn ông có tầm tự trọng. Đúng. Anh sẽ không bao giờ anh gọi tên em nữa. Này, anh nhớ lời anh vừa nói ra nhá, nhắc lại. Anh hứa, từ bây giờ không bao giờ anh gọi tên em nữa, coi như chúng ta không hề quen biết nhau. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Nhớ nhá, coi như là người lạ, không bao giờ được gọi tôi, nghe rõ chưa?
đàn ông nói là làm. Nhớ đấy, không bao giờ quen nhau, đường ai lấy đi. Về đi. Ui giời. Quỳ. Gọi cái gì? Anh bị điên à? Tôi đã bảo là đừng có gọi tôi nữa cơ mà. Tôi có người yêu mới rồi, nghe rõ chưa? Úi giời ơi, thấy chưa, ngã đau lắm đúng không? Đấy anh đã bảo mà, anh chỉ định gọi em là nhắc em cái chân trống em chưa gạt lên cái kìa. Úi giời ơi, khổ thân. Thôi, chịu khó nhá. Hương ơi, anh yêu em. Hương à, ôi giời ơi Hương ơi, anh yêu em. Con chào bà. Bà cháu gì? Anh chào em. Em chào anh. Ôi giời ơi, trông khác hẳn nhá. Sinh ra mà da nó cứ mịn như da em bé. Ý hóa. Quá. Chào em. Em về nhé. Bà cháu. Anh ơi, anh làm thế nào mà bà ấy cho anh tiền đấy? Đây là lĩnh vực chuyên môn. Trong người ta hơ hớ như thế mà chú lại chào bằng bà thì làm sao mà người ta cho chú được. Úi dồi ôi, anh ơi, chuyên môn thì có gì anh chỉ bảo em với. Em mới về spa mình, anh thấy không? Em đã được phát quần áo đâu. Lúc nào anh chỉ bảo cho em với. Chỉ bảo thì đơn giản thôi, tôi nói với chú này. Mình ấy là một cái trung tâm trùng tu sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Khách hàng của mình chủ yếu là khách hàng nữ. Dạ. Mình phải biết cách lấy lòng người ta, không được để mất lòng họ. Thế thì họ mới tip cho mình nhé. Anh ơi, thế tiền tip là tiền gì? Tip là gì cũng không biết. Không ạ. Cái đầu của chú ấy, chỉ để mọc tóc. Đầu không để mọc tóc thì để mọc cái gì ạ? Chú nhìn này, đầu anh này này. Úi giời. Tóc nó lặn hết vào trong rồi, chính vì thế anh mới thông minh như thế. Vâng ạ, thì bây giờ có gì thì anh chỉ bảo giúp em với. Tiền tip là cái gì? Tiền tip ấy, nó chính là tiền bo. Khi mà mình chăm sóc khách hàng tốt, họ vui vẻ, họ sẽ bo cho mình. Dạ. Thế làm thế nào để lấy được tiền tip của người ta? Đây đúng là lĩnh vực chuyên môn đấy. Nếu có khách hàng đến, chú phải chào bằng bà, thậm chí bằng cụ. Dạ. Khi họ vào chăm sóc sắc đẹp xong, ra bất kể là họ có đẹp lên hay không, mình lại phải chào bằng chị, bằng em thôi. Dạ. Người ta vui lòng thì người ta mới qua cho mình chứ. Có nghĩa là khi mà vào, thì mình phải chào bằng bà, bằng cụ. Khi ra, kể cả xấu như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải chào bằng chị, bằng em, bằng cô. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Bắt đầu có chút tiến bộ rồi đấy. Dạ. Này, chú mà cứ nhanh nhẹn như thế nhá. Này, tiền boa không phải nghĩ. Này, anh như này, tiền lương tháng ấy còn chỉ bằng một phần của tiền boa thôi. Ôi, thế là mình được cả tiền lương này, cả tiền boa này. Anh ơi, em đảm bảo với anh nhá, tháng này nhá, em mà được nhiều tiền bo, tiền tuyết ấy, thì em sẽ không bao giờ quên ơn anh. Tốt. Này, thôi bây giờ như này nhá. Ở đây anh giao cho chú, anh chạy ra ngoài bến xe đón vợ ở quê lên tí nhá. Dạ. Cố gắng lên. Vâng, anh cứ yên tâm ở em ạ. Anh đi nhá. Dạ, cố dạ, gắng dạ. Nhá. Úi dồi ôi, anh ơi. Anh đi đi ạ. Dạ. Úi dồi. Dạ, chào bà. Vâng, chào bà. Có mù à? Nhìn tôi như thế này mà cậu gọi tôi là bà à? Hám. Em, ôi dồi ôi, xinh quá. Vừa mới đi spa căng da về có khác. Ôi dồi ôi, mịn ơi là mịn. Ôi dồi ôi, này, môi cũng làm à, đỏ chót nhá. Đây mới là điều đặc biệt xuất sắc này. Nốt ruồi cũng làm thế này, ôi dồi ôi, như thật. Xinh quá. Cậu im đi. Mất dậy nó vừa thôi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thì anh 21 này. 21 tuổi, cậu chỉ bằng tuổi cháu tôi ở nhà thôi nhá. Đừng có bố láo bố bét nhá, dám gọi tôi bằng em à? Hả? Em làm gì mà nóng thế? Anh chỉ khen em trẻ đẹp thôi mà. Trẻ đẹp cái gì? Đồ mất dạy. Kìa mẹ. Thì... có chuyện gì thế hả mẹ? Con. Em là như thế nào? Dạ, đây là bảo vệ mới của con ạ. Bảo vệ cũng già rồi nên con muốn thay người trẻ hơn ạ. Không phải thay thế gì cả. Đuổi ngay nó đi cho mẹ. Con xem, mẹ như thế này mà nó dám gọi mẹ bằng em. Mẹ có được không? Cậu kia, thế này là thế nào? Dạ thì vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi ạ. Cậu kia, một phép lịch sự tối thiểu mà cậu cũng không có à? Cậu nhìn mẹ tôi như này mà cậu lại gọi mẹ tôi bằng em à? Nhưng mà vừa vặn... Thôi, không có giải thích nữa. Con đuổi ngay đi cho mẹ nhá. Đuổi ngay. Kìa em ạ, à, bác ơi. Bác. Dạ. Từ mai cậu không phải đến đây làm việc nữa. Kìa, chị ơi. Alo. À, vâng ạ, chị ạ. Vâng, em đang đi đón vợ em ở bến xe dưới quê lên mà. Dạ sao ạ? Cậu nhân viên mới có vấn đề gì ạ? Không. Em thấy cậu ấy tốt mà. Cậu nhanh nhẹn lắm. Úi dồi, thông minh tháo vát đó chị ạ. Sao ạ? Úi dồi, lại còn đến mức thế cơ á? Vâng. Bọn trẻ bây giờ nó nhanh nhẹn nhưng mà nó lại chưa có kinh nghiệm chị ạ. À vâng. Thôi thế thì em lại về em làm việc cho chị ạ. Em sẽ hết mình vì spa của mình ạ. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Già nhưng mà không phải là ga. Ngựa đòn háu đá. Dính một tí mưu của anh thôi là mày lên đường. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.